năm thói quen hàng ngày mà khiến cho cái tình trạng đau dạ dày của bạn diễn ra là có thể gây nặng hơn. Mọi người có thể thấy rằng là trong những hoạt động hàng ngày của chúng ta và nhiều khi mà chúng ta không để ý thì tự dưng còn cái những cơn ợ hơi, ợ chua hoặc đau cái vùng thượng vị và chúng ta bảo là chúng ta đau dạ dày. Vậy những cái thói quen nào gây ảnh hưởng dạ dày, hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Đầu tiên đó là thói quen ăn uống không đúng giờ. Dạ dày thì là một trong những cái cơ quan có thời gian biểu thì rất là chặt chẽ. Nó thiết lập một cái gọi là đồng hồ sinh học. Tức là gì, nó sẽ báo thức 6 giờ là giờ ăn sáng, 12 giờ là giờ ăn trưa, hoặc là 6 giờ là một giờ ăn tối. Nhưng và cái đồng hồ sinh học này sẽ báo cho dạ dày biết là 6 giờ rồi, chuẩn bị đến giờ ăn rồi đấy, thì phải tiết ra cái dịch vị giúp để tiêu hóa cái thực phẩm khi chúng ta tiêu hóa vào. Và nó mang tính chất chu kỳ cố định. Nhưng chúng ta lại ăn uống không đúng giờ. Lúc này thì chúng ta, cái lúc mà chúng ta cần ăn là giờ 6 giờ chẳng hạn, thì chúng ta không ăn, thì khi đấy cái dịch dạ dày nó đã được tiết ra rồi, và nó đã gây là hiện tượng dư axit rồi, đúng không? Bởi vì axit dạ dày có nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là phân hóa cái vấn đề thức ăn của mình, và thức ăn của mình có đâu. Nhưng đến 9 giờ chúng ta lại mới ăn, và khi đấy thì dạ dày chưa lập được lại một cái, nó không phải đúng cho cái chu kỳ sinh học của nó, và chưa được nhắc nhở rằng là phải tiết ra dịch vị dạ dày. Và lúc đấy bạn ăn lúc đấy thì dạ dày lại bắt buộc phải gồng mình lên để tăng tiết axit và làm đảo lộn toàn bộ cái chu kỳ đấy. Chính vì thế mà nó cũng là một trong cái nguyên nhân gây đau dạ dày hơn rất nhiều. Chính vì thế mà bỏ bữa và ăn uống không đúng giấc là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu luôn. Thứ hai là cái thói quen trong cái vấn đề công sở của chúng ta, hoặc là khi mà chúng ta chạy deadline rất là nhiều. Tại sao nó đau dạ dày hơn? Bởi vì chúng ta một phát hết bát cơm, 3 phút hết bát cơm. Và khi chúng ta ăn quá nhanh và nhai không kỹ thì khi mà thói quen ăn quá nhanh nhai không kỹ thì sẽ cho kiến thức ăn không được tiêu hóa kỹ ở cái vùng khoang miệng. Mọi người thừa biết là trong khoang miệng khi chúng ta nhai ra thì có cái tiết cái nước bọt, và trong nước bọt đấy có các enzyme phân giải một phần thức ăn và làm giảm cái áp lực lên dạ dày cho chúng ta hơn. Chính vì thói quen ăn nhanh thì thức ăn chưa được nghiền và chưa được phân giải một phần đã được tống xuống dạ dày, làm cho dạ dày phải hoạt động nặng hơn, gánh vác nhiều hơn, và lúc đấy nó sẽ làm cơ bắp của dạ dày tiết lên rất là nhiều, và dù nhu động ruột nó cũng sẽ nhu động dạ dày nó cũng sẽ giảm hơn. Chính vì thế mà nó cũng sẽ là nguyên nhân dành cho bạn. Thứ ba, nó là thói quen uống bia rượu hoặc tất cả các chất kích thích có cồn. Nếu như rượu bia được xem là loại đồ uống hàng ngày gây ra bệnh lý về tiêu hóa và tổn hại sức khỏe về tinh thần. Hầu hết thì các chất có trong rượu bia đều khiến cho niêm mạc dạ dày bị tổn thương và dần dần dẫn tới hình ảnh bị loét dạ dày tá tràng, và có thể nặng hơn khi mọi người gặp ở những người hay uống rượu nhiều ấy ạ. Đó là hiện tượng chảy máu hoặc thủng dạ dày. Còn caffeine và các chất kích thích nó làm yếu tố tăng lặng cái tính chất axit tiết ra và làm tăng nặng các triệu chứng về dạ dày hơn. Cái thói quen thứ tư mà mình nhiều khi cũng không muốn nhắc lại cho mọi người một chút xíu, nhưng vẫn phải nhấn mạnh cho mọi người, đó là ăn uống không vệ sinh. Việc ăn uống không vệ sinh sẽ diễn đến các bạn hay gặp các vấn đề về đường ruột như viêm dạ dày cấp, đau dạ dày, đầy bụng, buồn nôn. Và đặc biệt trong các cái mùa hè oi bức như này và những cái cơn mưa nó rào như thế này thì cái hệ miễn dịch của chúng ta đã kém hơn rồi, cộng với thời tiết oi bức thì khiến làm cho cái thực phẩm của chúng ta dễ nhanh chóng bị hỏng và không còn tươi mới, và sẽ gây gánh nặng đến cái hệ tiêu hóa và đặc biệt dạ dày của chúng ta. Và cái thứ năm, nhắc đi nhắc lại, đó là cái tình trạng căng thẳng thần kinh hay gọi là stress. Cái sự phát sinh và phát triển của không ít các căn nguyên hoặc các căn bệnh của dạ dày thì sẽ liên quan đến stress và tình trạng tinh thần của chúng ta hơn rất là nhiều. Thần kinh khi chúng ta bị căng thẳng thì phiền não hay tức giận sẽ tác động đến chức năng bài tiết và vận động của hệ thống tiêu hóa. Do vậy thì nó mới có một cái thói quen và có những cái bài viết mà mình nói rất nhiều là stress thì sẽ khiến cho bạn bị đau dạ dày và đau dạ dày khiến cho cái cuộc sống của bạn sẽ không thể thoải mái hoàn toàn được, và stress sẽ tăng tiết dịch vị axit hơn rất là nhiều, làm cho dạ dày bị kích hoạt lại trong những cái trường hợp là khi chúng ta đã điều trị ổn định rồi, hay là sẽ làm tăng nặng triệu chứng trong những lúc chúng ta đang có triệu chứng. Chính vì thế mà năm cái thói quen sinh hoạt thường ngày như thế này mà rất hay gặp, đúng không? Chúng ta cũng rất hay gặp, không phải chỉ các bạn đâu mà mình cũng rất hay gặp những cái tình trạng đấy, và chúng ta cùng nhắc nhở nhau là hạn chế xem xém bớt để cho cái dạ dày nó khỏe mạnh và cho cuộc sống của chúng ta khỏe mạnh hơn nhé.
Nếu mà các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn có thể là like và subscribe để Dr. Hương cung cấp cho các bạn rất nhiều kiến thức hơn về sống khỏe nhé.